Ê, khách mời bữa nay có mập không? Có cần giảm cân gì được không em? Khách mời hôm nay trai tài gái sắc, trong đó có một soái ca áo sơ mi trắng đúng gu của em. Trời ơi, nam thần dạng người mê. Dạng người mê, trăm người nhìn, ngàn người muốn, nhưng mà không ai chịu chọn hết á. Sao vậy? Em không biết nữa. Ai? Đó chính là anh Đức. Hả? Thấy đội này còn nhìn tươi ngon hơn đội trưởng nè. Đội tôi là nhiều mỹ nam lắm nha, 4 mỹ nam lận. Đây mỹ nam, đây mỹ tho nè. Mỹ nam nãy giờ giới thiệu mỹ nam là biết ai rồi. Ở đâu? Tôi dây. Hồi nãy mặc áo đen với bộ nghe nói trắng một cái anh lột 30 giây anh đứng trong đó lột 30 giây để mặc ra đây. Anh đến vì giải thưởng cao nhất của chương trình. Giải thưởng cao nhất chương trình là em đó. Vậy thì tuyệt vời quá, còn gì bằng đúng em à. Yeah. Ai thi chung với anh Đức bên này vậy ta? Thật sự ra cái người này lâu lắm rồi anh Đức mới gặp lại. Một nữ diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Cái nỗi ám ảnh trong đời đừng có nhắc tới. Đang nhắc một cái người mà người mới rất là mê đây. Mà anh nhắc người cũ làm gì nữa? Không lẽ sao chương trình tự nhiên có. Trời ơi. Dù gì em có suy nghĩ là anh cũng mừng rồi. Có nhiều người không thèm suy nghĩ tới anh. Nói cho em nghe nha, anh không phải là người đàn ông lo lắng cho em nhất đâu. Mà người đó là anh Đức. Em cảm ơn anh. Ca sĩ nào hát cũng mặc kệ. Tự nhiên tới em lên đứng trên đó anh Đức nói chụp coi chừng nhỏ nó té. Rồi cái nói mấy anh bên hậu đài cho em xin miếng khối cho nhỏ hát hay. Pháo anh tưởng tự có không có anh Đức gài đó. Anh Đức kêu đó. Đức trả lời đi, tại sao bao nhiêu người không quan tâm riêng Hiền Hồ lại lo lắng đến như vậy? Cái bụt quá cao thì anh Đức thấy vậy lo, không biết là Hiền Hồ có bước xuống được không. Will, em có gì muốn nói với anh không Will? Anh Đức lúc mà ngồi coi á, em thề luôn là không hề chớp mắt trong vòng 5 phút bài hát của Hiền Hồ. Khủng khiếp thiệt. Dạ, ngồi kế bên kiểm chứng giùm anh điều này là đúng chứ không phải là Will dựng chuyện. Dạ, hoàn toàn là sự thật anh à. Một câu hỏi kinh điển, em nghĩ gì về diễn viên anh Đức? Anh là fan của em đó Hiền Hồ, anh là fan của em. Xin chào bạn Lê Khánh. Xin chào Trấn Thành. Bạn vẫn tròn ha? Tròn ít hơn bạn. Không có đâu à. Tròn hơn hồi xưa. Tròn hơn hồi xưa à. Nói mà không ngượng miệng kìa. Không phải, tại vì người ta mới đi phượt một năm đó. Cho nên là người ta phải tròn thôi, đi phượt. Đi phượt một năm. Phượt gì mà tròn vậy? Đi phượt mà tạo ra thành viên mới. Còn có người ở nhà mà vẫn tròn là lỗi đúng không em? Còn tôi sợ thì tôi không có dám tạo. Là tự nở luôn đúng không? Tự nở, tự sinh. Đội của Khánh đã tập dượt rất là kỹ rồi. Giờ mình giới thiệu tên đội của mình nha. 2, 3. Kênh thương các loại ốc. Có tại ốc Khánh. Hả? Trời ơi, PR luôn rồi chị ơi. Không có chấp nhận một cái chương trình văn nghệ của tụi nhỏ. Một cái chương trình về khoa học, kiến thức, xã hội. Mà tràn cái tiệm ốc lên đây tôi không chấp nhận. Đội sữa Pitty. Giỏi quá. Anh rất thích sữa sắc đẹp. Con cua 8 cẳng 2 càng, hỏi nó bò bằng mấy chân? Dạ bốn. Không, chính xác. Con chưa trả lời hết phải không? 4 x 2 = 8 đúng không con? Cảm ơn sự diễn giải vô lý vô thường của cô. Trời ơi trời. Hình như là bạn bị nhầm với cái câu đố của người lớn. Câu đố mẹo của người lớn. Cái câu đố của người lớn là con cua 8 cẳng 2 càng, vậy hỏi bò mấy chân? Thì con bò có 4 chân. Đúng không? Con nghĩ vậy đúng không? Không ai để ý tới tôi. Không ai để ý tới tôi. Dạo này răng giả làm bao nhiêu một hàm? Câu này hình như không có trong chương trình. Ok, xin lỗi, tôi đọc lộn câu khác nè. Yeah. Ai ban tổ chức in cái câu vô kỳ thiệt. Nghĩ đi. Nghĩ được không? Tổn thương quá. Để bạn tôi chơi. Trời ơi. Câu hỏi của chương trình. Câu số 1. Dạo này sao da hết rỗ vậy?
Ôi, xin lỗi. Gì kỳ vậy? Lên hai câu. Nó biết tập thiệt. Tôi quẹt lại. Quẹt, quẹt con đi luôn. Coi luôn. Đóng xanh nhanh như chớp nhí mùa hay. Lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí